Bảo đang đang định lên hình cái này thì ra đi mất rồi. Lỗi rồi, xong rồi đúng không? Chưa, à đây cái này xong rồi. Đẹp, quê đẹp. Thứ nhất là gì các bác? Thứ nhất là cái tỷ lệ đầu tiên là tổng thể các bác nhìn thấy một cái cây nhá, là các bác thấy cái tỷ lệ của nó nhìn thấy cái thiên nhiên, và cái đầu tiên là các bác phải thấy cái gu của mình, các bác nhìn thấy các bác thích và thích, thứ nhất là thích ở cái gì, quý của nó là cái chân bệ, bệ tốt. Thứ hai là cái dòng của nó là cái sinh quê, nhưng mà cái dăm nó lấy được như này thì rất khó, lâu rồi mà nó thành rồi thì nó là có giá trị đấy các bác nhé, chứ đừng có chê sinh quê là sinh nhập biển gì cả nhé. Nó là cây hoàn thiện khá là hay, chân về ổn, mặt kia nó rất là đẹp, mặt kia rất đẹp, dáng rất quan sát, rất quan sát. Thế còn cây này thì thành giao lưu rồi thì cũng chẳng nói chuyện nhiều. Cây sinh quê đẹp. Rồi. Cây này cũng ra đi mất rồi. Đi rồi. Còn giấy rơi rồi. Cân rồi cái này. Kinh lắm nhỉ. Cây bồ đề Lạng Sơn. Bồ đề Lạng Sơn. Ở nhà còn cây nào không anh? Vẫn còn. À vẫn còn. Còn cái siêu đẹp. À. Cái hoa đẹp lắm. Hoa vàng. Cây này thì giao lưu mất rồi, thôi không quay nhiều nữa. Mà đây đấy, long cổ đẹp nhỉ. Này được giá bao nhiêu anh? 24 triệu. Đứng xa xa quay cho nó hết. 24 triệu. Đây là trương long cổ, long lùn. Đây là cái số ở đây luôn cái đã. Đây này. Nha. Alo đây nhá. Còn bây giờ vào quay. Chân móng rất đẹp. Già, cây rất là già. Già trắng thân. Rất là già. Tử long long thuộc diện cầm trung, nhưng mà cổ rất hay, phù hợp với những bác nào thích dáng cổ, dáng cổ đây. Mặt sau cái sinh quê này, hồn quê. Đây là cái long cổ, nó cao tầm chắc độ 80 phân. Xin về đây các bạn đi. Đi non mẹ chưa? Chéo mẹ lên quay. Mang cả nó đi á. Đấy. Ngay được cái xe rộng. Ra. Em chả biết. Không. Về chiều về đi mình trước nhé. Đây này, cái dàn trước này, cái chắc hôm trước đây, cái chắc bạch diệp. Chưa biết được, chả biết sáng nay bọn nó kéo ra cho không thì... Chưa biết được chiều về cho đi Cẩm Dương á. Đi đón em muộn rồi. Đấy, đóng đây. Đấy, bây giờ tôi lại xin phép đi xuống. Lại đi xuống. Trèo leo tí. À đây, cái hoa giấy này bao tiền anh? Ôi, hoa giấy 8 triệu rưỡi.
hồng sắc pháo. Hồng đấy. Hồng sắc pháo. Cái canh xa cái về hạ thấp xuống dài. Không, hạ thấp xuống cái ra ngoài đường này rồi mà các cô cái đường này. Nếu mà anh được cái này đúng như vậy. Nghệ thuật đấy. Như nào nó đấy. Giấy. Đây. Cái kia bán chưa anh? Bán rồi chứ. Bán rồi. Rồi đẹp. Hoa giấy vuông dáng liễu, hoa giấy nó rất hợp với cái dáng này. Tay nó rất là dài, vuông nó rất là nhanh. Sau rồi hoa ra thì buông như pháo, buông như pháo luôn. Đẹp, giá rẻ, giá mấy khi có 8,5 triệu. Đẹp đấy. Cây là nó cũng tùy các bác. Có những cái lúc có những cây nó cảm giác như nó xấu hơn lại đắt hơn thì là người ta mua và nhập vào đắt hơn rồi. Tùy. So sánh nó khó. Quan trọng mình cây thích. Mua về là thích. Cái này cái hôm trước chưa. Cái bánh gì, bánh diệp. Hôm trước tôi có quay rồi. Đấy cái cây giấy bên kia nó hoa như này này. Hồng, hồng sắc pháo. Cái sắc pháo ngày xưa nó đốt ấy. Nó bung ra ấy, thì nó hồng hồng như này này. Nội hồng sắc pháo. Pháo mà pháo đùng ngày xưa ấy, như đốt ấy. Ok, bây giờ tôi đi xa nha. Xanh. Hai cây kiện một kiểu ấy. Đâu rồi? Hà... Hàn ra kính luôn. Cái cây siêu siêu này, cơ bảo là tư vấn cho cái bảo trồng nó siêu siêu như thế là mặt nước ấy, chú thủy ấy thì là đẹp. Hai cái song siêu chứ không trồng này vật ra cho một cái ang dài thả nước. Đấy. Thì nếu không quá cầu kỳ là một cây hay, chơi hay. Đừng có quan trọng cái lêu nghêu nó phóng là được. Chứ cây nào cũng phải cắt giật đâu, cây nào cũng phải rụt dịp thì nó khó. Cây mà to mà dù khô mà nó rụt rịt thì nó không thoát thân được. Của Hà. Đi Hà. Và Lộc Quỳnh này. Lộc Quỳnh. Được to này. Củ biết này. Tôi quay là toàn bộ những cái cây ở hôm nay chợ cho các bác xem thôi chứ còn. Vào mắt các bác nào thì vẫn ngắm cho vui. Giá rổ thì chỉ có ra chợ nhé. Tôi hỏi một số cây thôi. Thì một số các bác bán ở đây các bác ấy chỉ bán ở chợ thôi. Các alo nó không nói chuyện nhiều hoặc là không bán được đâu. Cứ phải ra từng nơi. Quá đẹp. Cây hay đấy. Nó phù có hỏi mua được ra lại là hai chất bạc bán đẹp. Cái đề đấy luật cũng như trông xuống vật nó xuống. Đó, cái này này vật nó xuống nghệ thuật đấy, xong siêu đấy. Đâu còn những cây nào đâu bác? Đây cái đấy thì bao nhiêu tiền? Cái này à, cái nắp điện, cái này phải 3 triệu rồi. 3 triệu thì co vật vá nhỉ. Mua là 2,7 triệu. Có bán đi xa không? Hả? Bán đi xa không? Không bán được, mang về để nhà. Không phải ý là có bán gửi đi xa không?
thì quanh quanh ở Hữu Vang đấy, Hữu Vang quanh đấy thôi, ông nào ở xa miền Nam gọi chịu đấy. Đọc số đi, có khi là ông nào lại thích thì alo. Hả? Đọc số điện thoại đi. Thì mới bán giờ rồi chứ. Bán giờ thì thôi nhỉ. Ra chợ thôi nhỉ. Ok. Đấy, cây này đẹp đấy. Quay chung hay chứ, nhìn bóng cây. Cây hay đấy. Đấy, mình cái đấy nó xà xuống mặt nước này. Cái cây mỏng quá. Thì dạng của nó hay. Nó nào biết chơi lấy được. Đúng, nếu dưới chụp ảnh rồi đấy, bán cái khác. Đồ mini khỏi đắt lắm mày ạ. Đấy hay quá nhỉ. Anh ấy gọi điện thoại đi xong rồi uống nước chè anh em đảm đạo. Không phải đạp đạo thì sao đấy nhỉ? Không đạp đạo thì cũng ra rồi. Cái dưới điệu ghê nhỉ? Đây, cái hoa giấy đây. Hoa giấy các bác ở Bình Thuận nhưng mà to, này to lắm, nặng lắm. Và nhìn cái chậu to, chậu kia là Bình Bắc. Em hỏi thật là anh thấy chậu không chậu? Để cho bác cái làm việc giá rồi mình cứ level mình hỏi giá nó không tiện. Đang giao dịch với nhau mà bác. Xong giá ta lại ta quay. Đây những cái cây cũ. Ok các bác cứ chờ hôm nay nhé. Tí là ra cho ông nhạc tí là xong. Năm trăm rưỡi, nghe thấy 550 thì đấy. Xi này hay đấy không? Không được phải nuôi. Thợ mới lấy thôi nhưng mà để chơi. Để chơi thì búp hồng. Rồi, ok các bạn nhé.